Để đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu đến trước ngày 15 tháng 5, các cá nhân tổ chức kinh doanh bến bãi chứa vật liệu xây dựng và các hoạt động khác ngoài bãi sông có liên quan đến đê điều thoát lũ phải dừng hoạt động, giải tỏa toàn bộ nguyên vật liệu, thanh thải tất cả vật cản lũ trên bãi sông. Mọi hoạt động khai thác đất, cát, sỏi lòng sông, bãi sông tạm dừng từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 10. Đối với các tổ chức và cá nhân không chấp hành đúng các quy định trong giấy phép và các quy định của pháp luật về đê điều sẽ bị xử lý và xem xét thu hồi giấy phép hoạt động. Thời gian qua, hoạt động khai thác cát bao gồm cả khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn ra khá phổ biến trong thời gian dài, đã ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn đê điều và hành lang thoát lũ. Tại một số điểm bờ sông đã xảy ra sạt lở khá nghiêm trọng, khiến người dân bức xúc.